Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 11 do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 cho tới 22 độ, độ ẩm trung bình 86%. Khu vực di tích quốc gia Dục Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 cho tới 25 độ, độ ẩm trung bình 86%. Còn ở khu vực vùng núi thấp, khu vực này nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 cho tới 27 độ, bắc mê 19 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 86%.